Anh em có nhu cầu mua nẻ quất thế, hàng gọi là trung bình chiều cao, nó rơi tầm khoảng 2m đến 3m. Cháu đánh lấy cho khách này này luôn. Đây. Vâng. Bác xem này, đây là đánh bán nẻ cho khách này. Nào, bác nào có nhu cầu mua về gặp em. Còn mấy cây đây? Thằng trong này còn khoảng 7 cây nữa, chính xác là 7 cây nữa luôn. Đánh đây. Thằng bán nẻ nhá. Quánh bầu to như cái xoát thô luôn, như nồng bàn. Tí nữa đéo bê được nhưng vẫn đồng ý. Thằng này là ca to cho nên là đánh bầu to là cho nó chắc chắn. Các bác cứ bảo là quất nó đắt nó rẻ. Cây này em bán ấy, thực tế là các bác mà đi mua chắc chỉ rẻ cái bánh mì thôi. Rẻ bữa sáng. Bán nẻ nhưng mà rẻ như bán buôn. Rẻ hơn luôn. Bác xem này, chất cây riêng quả và thì quả cây... sai chóc luôn. Mà đi sơ qua cho các bác xem ở bên dưới này. Còn những cây này bác nào có nhu cầu mua nẻ thì có thể liên hệ, em sẽ đổi để số điện thoại trên tiêu đề, các bác liên hệ nhé. Cây bông tay cao to, chất lá xanh nhá. Nói chung là dàn quả này bắt quả tháng 7 cho nên là nó chỉ có một ít quả tháng 5, tháng 6 thôi, cho nên là nó nhiều quả xanh lắm, rất là nhiều quả xanh. Cho nên là quay nhiều khi nó nhìn nhìn nếu mà để quay trên video này nhìn không rõ lắm đâu. Cho nên là các bác mà có nhu cầu mua thì về tại vườn. Trước mặt là trường hải quan, các bác cứ nhìn đối diện sang có một luống quất thôi. Đấy là một luống quất đấy. Đang đánh bán lẻ cây. Xin chào các bác nhé.